Ủa kìa con cua kìa. Bắt nhìn thế. Chim gì này, to lắm. Ủa được chim á? À? À. Thơm là thơm. Đứng xa thế mà nghe mùi thơm rồi. Năm mới anh em quý núi rừng xin chào tất cả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì mấy bố con mình sẽ tiếp tục đi vào rừng nhá. Đi vào sẽ ở một đêm ở đấy thôi các bác ạ. Chắc sẽ không có ở lâu đấy đâu. Thì tại vì đi rừng nó cũng gần nhà thôi á. Cũng cách nhà tầm khoảng 5 km thôi. Năm mới thì em quý xin chúc tất cả các bác có một sức khỏe dồi dào và năm mới làm ăn phát đạt nha. Giờ mấy bố con mình sẽ lấy một ít cái rau dấn nha. Lấy nó non thôi. Kìa, cây kia cũng phải kìa. Ui, nhiều thế. Mấy tiết ở dưới này, chém tiết. Ừ, phải hết mà. Ừ, khu này rau dấn nhiều lắm các bác ạ. Thôi lấy từ đây vào trong thôi. Kìa. Đấy, mấy cái non kìa. Đây. Đây, lấy mấy cái non đây. Đây là thằng cò của em quý các bạn. Cò nhà em nhé các bạn nhé. Cò năm nay học lớp 2 rồi các bạn ạ. Đây này các bác. Rau dấn này. Ở mấy cái suối gần nhà này khá là nhiều rau dấn các bác ạ. Mấy bố con mình sẽ tranh thủ vặt đây một ít nhá. Em quý thì cũng chưa thành lập được tem ấy. Nên chưa đi được rừng xa các bác ạ. Vài hôm em quý sẽ thành lập tem xong mới đi nhá. Mà đang không biết là có ai đi theo không ấy. Vì anh em họ ai cũng muốn đi làm thuê ấy. Thì cũng không có muốn đi rừng nên cũng khá là khó khăn để tìm kiếm tem các bác ạ. Một mình thì làm cũng hơi vất vả chút. Tại vì một mình đi vào rừng nó khá là nguy hiểm ấy. Ui, đây rau dấn nhiều lắm. Đây này. Đây, mấy bố con mình lấy được một ít là được khá là nhiều rồi đấy. Vậy là mấy bố con mình đã lấy được 2 túi các bác ạ. Rồi mấy bố con mình sẽ đi vào trong rừng xem có cái chỗ nào để đạt được bẫy. Xong mấy bố con mình sẽ đạt bẫy nhá. Wow, con đâu con bìm bịp ở ngay đây. Đây này các bác, giờ mấy anh em sẽ đặt một chiếc bẫy theo cái dây này nhá. Hy vọng là nó có sóc đi, tại vì những cái dây như thế này là sóc nó hay đi lắm này. Đó, giờ em cứ đặt ngay ở trên này này, đặt ngay ở chỗ này này, đó. Hy vọng là sóc sẽ đi. À, ui cái gì nó ăn cái gì ở đây này? Ui chắc là sóc đấy. Với lại sóc nó hay ở đây này. Kìa các bác.
Không, nó hay về cắn cái kia để nó lấy cái nước khô kia để nó lấy đó. Để nó lấy cái con sâu ở bên trong ấy. Cái này chắc sẽ có sóc đi qua đây đây. Giờ em Quý sẽ đặt một chiếc ở đây nhá. Giờ em Quý sẽ đặt bằng quả chuối nhá. Đặt mồi bằng quả chuối này. Đó. Chuối này khá là thơm các bác ạ. Nên nghĩ chắc sóc nó sẽ thích lắm này. Ok các bác nhá. Hy vọng là nó sẽ sập. Đó, cái này em sẽ đặt mùi chuối như thế này nhá. Hy vọng là nó sẽ sập. Đây này các bác, dây này cũng khá là nhiều dây leo này. Em nghĩ chắc sóc sẽ đi đó, em sẽ đặt ở trước ở chỗ kia nhá. Đó, ngay chỗ đấy đó, ngay chỗ đấy đấy. Wow. Đây này các bác ơi, chỗ này nó có sóc nó đi, biết sóc đi này, nó bới ghê lắm, nó móc cái cơi này. Đây này các bác, đây là vết cao của con sóc này, đây nữa này. Đó, đây nữa này. Đây nữa này. Vết cao của con sóc nhá. Đây này, đây em đặt một chiếc ngay đây này này. Hy vọng là nó sẽ dính nhá. Cái chỗ này này các bác, nó có cái cơi nó sang bên kia kìa, nó sang bên kia. Em nghĩ chắc sẽ xong là sẽ chạy qua trở lại chỗ này này. Nó sẽ đi sang hai bên vách các bác nhá. Ở dưới này là con suối này. Rồi em sẽ đặt một chiếc ở đây này. Thử xem nhá. Đó, các bác biết cái này là con gì cắn không ạ? Con sóc đó. Xong nó về nó cắn những cái cây này để nó ăn những cái con sâu ở bên trong cây nứa đó. Vì những cái cây nứa khô này nó sẽ có rất nhiều sâu ở trong bên trong á. Cái này phải nhẹ nhẹ không là nó sập đấy. Đây là chiếc cuối cùng các bác nhá. Các bác cùng chờ đợi kết quả vào tối nay nhá. Tối nay mấy anh em sẽ đi thăm đêm luôn. Tí chập tối tầm 5 dưới 6 giờ là sóc đi rồi các bác ạ. Giờ trời cũng tối rồi các bác ạ. Giờ mấy bố con mình lại tiếp tục hành trình đi soi ếch nha. Các bác cùng theo mấy bố con mình đi soi ếch xem có được không nha. Giờ mấy anh em sẽ đi soi ếch nha các bác nha. Xem có ếch có cua không. Ếch nó khôn lắm nhá. Nhảy hết vào hang. Ô cái kia hình như nó nhảy vào hang đúng không? Còn ướt đấy. Đó, nước nó đồng đồng tí. À, cua bé thế. Chạy vào hang rồi á? Nhỉ? Khôn thế á?
Được rồi, thấy rồi, thấy rồi. Được chưa, được chưa? Nhỏ quá. À. Con này nhỏ quá. Nhỏ à? Nhỏ cũng được, đưa xem nào. À. Ok rồi. Đấy, mấy anh em vừa bắt được con cua các bác ạ. Đấy, có con cua này các bác. Ăn được con. Cua mini chưa kịp lớn. Hai con các bác ạ. Đó, ếch. Này vừa bắt được con cua to lắm các bác ạ. Bẻ rẻ đi tí nó chảy đấy. Bẻ lấy vào cho vào túi ấy, về luộc được. Mấy anh em thì cũng bắt một lúc thì cũng được bằng này này. Đó là con sống này. Đó, cũng khá là nhiều đấy các bác ạ. Wow. Đủ bữa đấy. Ếch này trơn lắm các bác ạ, này này, nó trơn lắm, bắt khá là khó luôn. Ở đây ngang được mà. Giờ thì con trai của mình sẽ ở đây mổ nhá các bác nhá. Đó, xong em với cháu Minh kia sẽ đi thăm bẫy các bác ạ. Cháu xem trước đây có sập chưa? Ủa được chim gì này, to lắm. Ủa được chim á? À? À. Ô. Thảo nào lúc kia nghe mấy một đàn chim kêu ở đây. Chim chim phượng hoàng các bác ạ. Ừ, xem nào, để xem nào. Ô, phượng hoàng các bác ơi. À. Phượng hoàng. Ủa hóa ra cái chim này nó cũng thích ăn chuối á. Được đấy, lấy đi cháu ơi. Để được một con trước đầu tiên. Giờ các bác cùng theo hai chú cháu đi thăm tiếp nhá. Xem nào. Đây có một chiếc sao mà. Nó từ đấy. À. Ui, lại được một em chim. Ui, hai chiếc gần nhau các bác ạ. Hai chiếc gần nhau được hai em luôn. Đây để em zoom đèn lại cho các bác xem nhá. Đó các bác. À, hai em các bác ạ. Này, cái chim này như nó đi theo đàn hay sao ấy. Nên lấy đi cháu ơi. Mổ dép ra không chân lắm ấy. Ôi thế là ngon rồi. Ô chim này đi trước nhỉ. Chim này mà không đi trước thì có sóc rồi. Chim này lại đi trước chứ. Đấy các bác ạ. Hai em các bác nhá. Ôi ngon rồi. Nào, hai chú cháu mình đi thăm tiếp. Ở đây có đạn một chiếc các bác ạ. Không sợp à? Không sợp. À, chiếc này không sợp nhỉ. Trên kia các bác. Đó. Chúng con gì này, to lắm. Con gì á? Ờ. Đâu xem nào. À. Con sóc các bác ơi. Này các bác. Con sóc. Ồ. Oh. Đó các bác con sóc nhá. Lấy đi cháu ơi. Ui. Này, cái chỗ mà em bảo nó có cái đường nó sang bên này này. Bằng quả suối nhá. Ô, trước này nó không sợp được các bác ạ. Đây kia kìa. Đó. Trước đấy sợp không cháu ơi? Trên này sợp một con sóc nữa. Này được một con sóc nữa. Ôi, vài thế nhỉ? Ôi em đời mệt quá. Vâng ạ. Em không xuống thăm được nữa rồi.
Ờ, cháu mình nó thăm thôi. Lại được một em sóc nữa. Thế là được hai em sóc và hai em chim nữa. Yeah. Khu này có vẻ nhiều sóc phết các bạn ạ. Đây này. Đó, những cái mà kiểu như là... Nó... toàn là những cái rơi leo ấy. Chà. Thế là ổn rồi. Chiếc này là chiếc cuối cùng. Móm. Không sợ các bác ạ. Giờ mấy anh em sẽ thui lông để nướng các bác ạ. Nổ hết đấy con. Còn món này là món rau dấn nhá. Anh em sẽ nấu các bác ạ. Rau dấn nấu. Cho vào trong kia đây con. Được, thoải mái. Không sao đâu. Cho lửa to vào đây. Chim ấy lúc chiều nghe đạt bấy xong mà lúc nghe nó kêu một đàn chim ở đấy chỗ này những loài đấy chim đấy nhiều nhỉ. Chim phượng hoàng nhiều thế, nó gần suối nó đi tắm này. Thế mà đạt chuối nó cũng ăn nhá. Thế họ nuôi họ cũng cho nó ăn chuối ấy nhỉ. Khó mà. Là thơm. Đứng xa thế mà nghe mùi thơm thơm rồi. Mà phải gì đó nó hợp lý. Món này là phải món này phải có nhiều ớt. Ớt gì đó đó. Nghe nướng như chiên kìa. Dùm đổ món chấm này, măng ớt nữa này. Thích bài. Chờ quá, đùa đâu. Đùa ở bên kia. Cầm bộ hộ. Chúng ta nồng hộ vườn bà hà. Trang nước này. Có trang. Dân này. Nhường cái tính nhường gì cái đố. Mang cái nhường rồi cho hộ. Siêu phẩm. Đặc sản Tây Bắc. Tây Bắc. Quá Tây Phượng. Nó vang ở hết rồi. Nó vang ở phần dưới. Tôn ăn này. Tôn ăn này. Xin mời tất cả các bác cùng mấy bố con mình ăn cơm nha.
cơm tối các bạn. Hôm nay thì bia thì cũng từ Tết đấy, không ai uống nên là em Quý mang vào rừng luôn các bác ạ. Toàn món ngon, mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Chẳng phân ạ, hơi sướng. Ôi giời ơi, toàn món ngon. Còn nhà mình cho lì nước ngọt các bác ạ. Xin mời tất cả các bác nha. À trời. Đá. Sướng. Mời mọi người miếng thịt đi. Ăn món nướng trước đi. Đúng rồi. Nướng ăn trước. Lúa của bố đâu? Ây da, được đôi đúa to thế. Hôm nay thì cũng đây là món rau dấn này mà nấu để hơi lâu, nướng tại vì nướng cái này lâu á. Đây là thịt sóc với thịt chim của bác ạ. Đây là thịt ếch với thịt cua này. Còn đấy xem nào, thử miếng ếch xem nào. Chấm vào cái măng ớt này thì bảo phê luôn. Đó các bác. Dưỡng nhỉ. Phê đấy. Xin mời tất cả các bác nha. Cái này mà bản thanh nó không đi. Chán nhỉ. Phí. Tí mà xem mà thấy thèm. Làm cái thế ta cũng đi. Này, làm hôm đấy nhỉ. Ăn thịt ếch này đi. Ăn thịt ếch đi, ăn thịt cua đi. Ôi trời ơi. Ô cái này. Cái nào cũng được rồi. Rau dấn ăn như rau dấn này thiếu muối rồi. Này miếng thịt và chấm thịt sóc các bác ạ. Em thử miếng thịt sóc xem nào. Thịt sóc và chấm ở bên này. Ăn miếng măng chua này. Cái này ăn cải phết ạ. Xin mời tất cả các bác nha. Thịt sóc nướng. Thơm á. Là không muốn nuốt. Hết bài rồi. Sóc này giả thế. Măng chua nó cay. Cay chứ. Đây. Đây. Trời ơi. Đây, dùng cái món này đây. Yeah. Cho ăn cả xương luôn thơm thuận đấy. Thịt sóc. Con cua này. Cua hoàng đế. Cua hoàng thượng. Con hoàng thượng này nha. Đi nó mập. Cua hoàng nấu không ngon được ngon. Ui trời. Nhìn này. Bao khi rồi. Thử miếng rau dấn thế này. Ngon thế, cái này bổ. Bổ thật đấy. Ăn cua đi. Mình ơi, ăn không? À, ngon đấy. Đấy. Cái này to này. Này các bác, cua này. Cua này bên trên mặt trên nó có hình mặt trăng đây này. Đó. Có hình mặt trăng khuyết rồi nhá. Tất cả các bác. Cái này sao nó đen đấy.
Ai? Cua chấm với cái măng ớt là ngon thế. Chua chua cả cay. Đó. Chặt đúng bài của nó. Đúng bài của nó. Chua chua cả cay. Thế cái nước nó lấy ít măng đi ít quá. Măng tí của nước nó nhiều nhiều một tí sẽ ngon. Mà chua chua cay cay. Đúng bài của nó đấy, ngon. Nó không tanh, nó thơm luôn. Đây này các bác. Chua chua cay cay được ngon luôn. Cua nó ngọt nữa. Xin mời các bác nha. Ngựa đấy. Ăn một cái đi. Cứ khai xuân là như thế này là ấm rồi đấy. Ấm bụng à. À sao. Đập này cho to vào ăn đi. Còn nơi nhiều mà. Bao nhiêu mà. Dài quá. Già. Ăn thịt chim này mà đi không chứ ai. Này con này. Đùi này. Trên bố là. Ừ. Ăn đi. Cậu biết xin bố đồng hoang rồi mà đùa. Ăn đi. Con. Nướng nó vẫn là một cái gì nó khác lạ hơn mình sao nhỉ? Ừ. Ăn nó rất thơm. Ăn mà sao nó không ngon mấy hết ăn đâu. Ngon. Nướng thịt nó mềm hơn. Mải hơn, dai hơn đấy, nướng dai hơn. Nào nhỉ, làm hấp nhỉ. Nó còn định mang hai lon nữa. Nếu mà mang đủ gì? Rồi, một người hai lon, đặt đi một người hai lon là đủ. Mang rượu là thôi. Hết về. Tưởng bố mang rượu đi. Có bia thì mang bia, tới tấm này là uống bia là ngon đấy, nó nóng rồi. Không vướng cái gì nhỉ, không vướng công việc thì ngủ ở đây thì thoải mái. À, lạnh quá thì uống bia thì nó không ngon thật, nhưng mà chơi tầm này là uống bia là ngon à. Còn nóng quá thì là uống là không cho vào tủ lạnh, uống là không ngon. Có cái gì đổ nước canh nhỉ? Nước canh hơi ít. Đây, thoải mái đi. Nhiều đấy, không ấy đâu. Lúc này con đang về. Không biết cái con ong nó cứ thấy sáng ở đâu nó bay theo chịu đấy. Ấy ong khoai sao vậy? Tắt bóng nó mới thôi. Dạ, nó thôi đuổi. Yeah. Tắt cái đèn nó mới thôi đuổi. À, hai năm cũng đủ đấy nhỉ. Ừ, vẫn còn mùng này, còn bánh mang đi vào rừng các bác ạ. Hết mùng là hết bánh rồi. Cái này nó gọi là người rừng đi vào rừng để chơi bơi đúng không? Em dưới kia người ta đi làm hết, nhưng em mình một con mình vào trong rừng này kiếm ăn dài dài kiếm đồ rừng ơi. Cái bánh trưng này chắc ngon, có thịt ngon, bánh bánh gọi là rong này bao giờ. Ê
Nó sẽ nó ngon hơn, lá dong nó ngon hơn lá chuối đúng không? Còn ít khi con ăn bánh lắm. Chúng ta ăn vào rừng thì ăn thận, nhưng mà ở nhà còn lâu con mới dùng đến. Ta ăn cơm thôi. Bố thì bố là thích ăn lười ăn bánh quá. Đang ăn cái đấy no chưa? No rồi. No này, lấy một ít đây này. Thôi được rồi. Ăn ăn không? À. À chà chà. Bánh còn có thịt nữa chưa ăn, thơm phết đó. Xin mời các bác cùng mấy bố con mình ăn cơm nha, bánh chưng các bạn. Con thịt ăn đi. Không thịt cũng hết đấy. Rau dưới tôi phải thừa đấy. Ăn đi. Đi dưới này nhìn lúc bấy mà không nữa là móm cả một thể. Nhưng mà lúc nào nó đã có là có rất là nhiều. Nhận là bấy chuột là mấy nhiều à. Nhưng mà hôm đầu tiên đi khả năng là móm là nhiều đó nhỉ. Vâng ạ. Thôi video chắc em Quý sẽ xin phép kết thúc tại đây nhá. Các bác xem ra cho em Quý like. Xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cũng xin phép kết thúc video tại đây nhá. Tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn nha.